day. Xin chào tất cả mọi người. Lúc nãy mình có đi hái rau muống thì mình bắt được mấy con ếch. Và bây giờ mình cùng về chế biến món ếch này nha. Như các bạn thấy đây, mình vừa sơ chế xong thịt ếch và bây giờ mình sẽ tẩm ướp gia vị. Gia vị gồm có một canh, mì chính, sả, ớt và không thể thiếu đó chính là thịt ếch. Mình đã trộn gia vị xong rồi. Và bây giờ để thịt ếch ngấm gia vị thì mình cùng đi chặt tre về lướng các bạn nhé. Đi thôi. Bây giờ thịt ếch của mình cũng đã ngấm gia vị rồi, mình cũng cho ếch vào trong ống tre để lướng.
thì mình thấy thịt ếch cũng chuyển màu và mùi thơm của sả rất là thơm rồi, thì nghĩ là thịt ếch cũng sắp là chín rồi đấy. Thì mình cùng đi pha nước chấm để thưởng thức nhé. Nước chấm ở đây mình có bột canh, mì chính, ớt và chanh. Mình cho hỗn hợp lại và dã ra các bạn nhé. Thịt ếch của mình chín rồi đấy các bạn ạ, mình cùng đi thưởng thức nhé. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Thịt ếch rất là ngon, rất là dai các bạn ạ. Mình cảm nhận được vị ngọt từ ếch, vị cay của ớt, một mùi thơm từ sả, rất là ngon, rất đặc biệt.